Xin chào các bạn. Ở phần này chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung tiếp theo trong cái chương trình học của chúng ta, đó là tìm hiểu về cái Workspace. Thì Workspace đây là cái phần này, nó chính là cái phần chính trong cái chương trình học của chúng ta, cái nội dung chính mà các bạn cần nắm được. Thì trước khi để chúng ta tìm hiểu về Workspace thì chúng ta sẽ có một chút tìm hiểu về cái khái niệm gọi là web tĩnh và web động. Thì thế nào là web tĩnh và web động? Web tĩnh thì có phải là nó đứng nghiêm, còn động thì là nó chuyển động, đúng không ạ? Theo cách hiểu đơn thuần là như vậy, nhưng mà thực ra thì không không phải như vậy. Không phải một cái gì đó đứng im và không phải một cái gì đó chuyển động, như là một cái ảnh. Các bạn thấy một cái ảnh bây giờ, người ta có thể làm các cái ảnh GIF, nó các bạn nhìn thấy nó chuyển động, và khi đưa lên trang web thì thấy cái ảnh đó nó chuyển động, thì chúng ta hiểu đó là web động. Thì cái hiểu này là sai lầm. Web tĩnh và web động nó không phải là, chúng ta không phải hiểu như thế, mà chúng ta ví dụ các bạn mở mở cái bài ví dụ của chúng ta ra đây, cái bài mà hôm trước chúng ta đã học về HTML đấy, thì các bạn thấy là cái trang HTML này của chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ chúng ta muốn thay đổi cái nội dung của nó, bây giờ ví dụ như là chúng ta muốn sửa cái này thì chúng ta làm như thế nào để sửa? Chúng ta muốn sửa cái đoạn này, chúng ta không muốn viết cái nội dung này nữa thì làm như thế nào để chúng ta sửa nó? Để sửa được cái nội dung này thì không có cách nào khác là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải mở cái file HTML này ra bằng cái chương trình soạn thảo, đúng không ạ? Và cụ thể chương trình ở đây là cái chương trình Notepad này. Đây, chúng ta sửa ở đây, mở ra như này, chúng ta tìm đến cái đoạn này để sửa. Ở đây là chúng ta quen thì chúng ta sửa được như này. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta nhận được một cái file code của một cái người khác code, thì chúng ta liệu chúng ta có nhận biết được ngay cái đoạn này không? Không, không thể, đúng không ạ? Và thứ hai là nếu như chúng ta không học về HTML thì chúng ta cũng chả biết các cái thẻ này là gì, và chúng ta tại sao lại có những cái thẻ này, có thể là chúng ta sẽ xóa hết cả chúng nó đi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái khó khăn của cái file HTML, như để chúng ta chỉnh sửa cái nội dung của nó thì chúng ta phải gặp những cái khó khăn là chúng ta phải biết về code này, và muốn sửa nó thì chúng ta phải mở ra và dò từng đoạn, và thao tác nó sẽ là khó khăn, nó không thuận tiện như là cái file Word của các bạn. Ví dụ như là cái chương trình Word Excel đấy, cái phần mềm Microsoft Word đây, các bạn thấy là ở cái phần mềm Word này, ví dụ như là chúng ta có một cái file file văn bản, chúng ta muốn làm gì đó, ví dụ như là các bạn muốn chữ đậm chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần bôi đen đó, ấn vào chữ B, muốn chữ nghiêng ấn chữ Y hoặc là chữ U, muốn thay đổi phông chữ thì chọn cái phông ở trên này. Đấy là cái cách làm nó trực quan, nó thuận tiện, đúng không ạ? Chứ chúng ta không phải code gì cả. Mặc dù cái phần mềm này nó được xây dựng từ rất nhiều cái dòng code, và nó code ra cái giao diện này để chúng ta sử dụng nó. Nhưng mà khi đến đến tay người sử dụng thì người sử dụng chỉ cần biết các cái chức năng trên này, đậm, nhạt, nghiêng, trái, phải. Người ta không cần biết code là gì. Đó. Thì như vậy nó sẽ rất là thuận tiện hơn. Thì tương tự như vậy, ở cái trang web HTML này của chúng ta này, bây giờ làm sao để chúng ta có thể thay đổi cái nội dung của cái này, mà chúng ta cũng chỉ cần thao tác đơn giản, chúng ta không cần phải đăng nhập vào trong, chúng ta không cần phải mở cái file code ra, chúng ta chỉnh sửa cái nội dung code ở trong đó, chúng ta chỉ cần thao tác trực tiếp ở trên này. Và một cái điều quan trọng nữa là, đó là ở trên các cái trang web ngày nay, các bạn thấy được là người ta có thể đóng góp ý kiến, đúng không ạ? Người ta có thể có comment này, người ta có thể có bình luận này, người ta like, người ta share này, người ta cho tác giả của cái bài viết này, người ta ví dụ ở các cái bài báo đấy, các bạn thấy là khi đọc một cái bài báo, các bạn thấy ở phía dưới có các cái ý kiến, cái phản hồi, người ta đưa ra ý kiến của người ta về cái nội dung của bài báo đó, thì người tác giả đó người ta có thể biết được, và những cái người đọc khác người ta có thể biết được, những cái độc giả khác họ họ nghĩ gì về cái nội dung đó, đúng không ạ? Họ có thể đưa ra cái suy nghĩ, có thể tương tác được đối với những cái người khác và đối với tác giả. Thì đó là chính là cái thể hiện cái sự thuận tiện của các cái trang web hiện trang trang web ngày nay. Thì tương tự thì cái khái niệm về web tĩnh và web động nó cũng hiểu được hiểu như vậy. Thì các bạn hiểu là web tĩnh thì nó sẽ
không có cái chức năng là lưu trữ và tương tác đối với dữ liệu, tức là nó cố định. Khi mà chúng ta muốn sửa dữ liệu thì bắt buộc chúng ta phải sửa trong nền code, chúng ta không thể tương tác được gì ở trong cái giao diện người dùng, mà bắt buộc chúng ta phải mở cái file code ra. Và cái dữ liệu của nó cũng được lưu trữ thẳng ở trong cái file HTML, chứ nó không được lưu trữ ở riêng đâu cả, đúng không ạ? Đây, dữ liệu của nó được lưu trữ hết ở ở ở ở trong này. Chỉ có một cái file này thôi, đấy. Dữ liệu của nó ở đây hết. Cả dữ liệu cả code nằm trộn lẫn ở đây. Thì cái ưu điểm của web tĩnh là gì? Cái ưu điểm của web tĩnh là các bạn thấy là nó chỉ có một cái file HTML đúng không ạ? Và có thể có một thêm một file là CSS để giúp trang trí cho nó, thì cái tốc độ truy cập của nó sẽ nhanh, nó nhẹ nhàng, nó không không có gì cả. Chỉ có hai file đó thôi, hoặc là người ta có thể trộn gộp CSS vào trong HTML thì nó chỉ còn một file. Và như vậy một file mới chỉ một cái file này, và với những cái dòng code như này nó sẽ load rất là nhanh, nó không bị chậm vướng mắc gì cả. Thứ hai là cái chi phí đầu tư của nó rất là thấp, do là nó chỉ có ít file như vậy, người ta sẽ không cần tốn cái chi phí để thuê những cái người phân công công việc ra, người nào làm code, người nào làm về đồ họa hay cái gì đó, người ta chỉ cần một vài người để chúng ta code cái HTML và CSS, người ta không cần tốn nhiều chi phí. Và cái chi phí để cho cái hệ thống máy tính xử lý nó cũng thấp, nó không, do là cái nó chỉ có file HTML và CSS, thì do vậy là cái máy tính cái máy web server đó nó cũng không 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 phải xử lý gì nhiều, do vậy là cái chi phí về cái cấu hình máy cũng không cần cao, do vậy chi phí nó sẽ thấp. Và nó hoạt động nó cũng nhẹ nhàng đó, nó sẽ không không tốn nhiều cái tài nguyên đó. Và cái cách cái việc vận hành bảo trì sao lưu nó cũng không phức tạp. Và một cái ưu điểm nữa đó là độ an toàn của cái dạng web tĩnh này nó khá là cao. Nó cao vì sao? Vì là chúng ta chỉ có một cái file code HTML như này đúng không? Chúng ta không có đăng nhập, chúng ta không có gì cả, nhưng người ta không sợ bị lộ mật khẩu đúng không ạ? Như bình thường thì chúng ta các cái web như là Gmail này, hoặc là các bạn vào Facebook chẳng hạn, thì chúng ta phải đăng nhập, thì người ta có thể lộ mật khẩu, hoặc là mật khẩu người ta có thể đoán được người ta nhập vào. Nhưng mà đằng này chúng ta không có gì cả, chúng ta chỉ có cái file này, thì chúng ta chỉ cái người quản lý cái server đó, người ta vào, người ta bật lên, người ta quản lý, người ta không, chứ người ta cũng chả phải đăng nhập gì cả, ngoài ngoài cái thao tác đăng nhập vào server đúng không ạ? Thì là do vậy nó làm cái độ an toàn của cái trang này nó cao. Nhưng một cái nhược điểm ngược lại với ưu điểm thì nó có một vài cái nhược điểm như sau này. Các bạn đã thấy cái nội dung nó khó quản lý không? Khi mà chúng ta muốn thay đổi nội dung thì bắt buộc chúng ta phải mở cái code HTML ra, chúng ta thay đổi trong đó. Đấy. Và khi sau này các bạn muốn nâng cấp lên, ví dụ các bạn có một file như HTML thì các bạn muốn nâng cấp nó dễ dàng, nhưng ví dụ các bạn có hàng nhiều bài viết hơn, có hàng trăm bài viết, thì việc ví dụ nâng cấp sửa đổi về cái bố cục, về ví dụ là giao diện này các thứ thì nó sẽ phức tạp hơn. Nhưng chúng ta phải sửa hết cả trăm trang, như vậy là nó rất là phức tạp đúng không ạ? Một cái nhược điểm lớn nhất đó là không có cái sự tương tác với người dùng. Người người dùng người ta muốn đóng góp ý kiến hay là muốn comment, muốn like, share gì đó, người ta không 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 thể, bởi vì sao? Người ta không thể đăng nhập được vào cái web tĩnh đúng không ạ? Người ta chỉ có thể đọc này thôi. Người ta muốn đóng góp ý kiến thì không có cách nào khác người ta đóng góp được. Thì do vậy là đây là cái nhược điểm lớn nhất của cái trong web tĩnh.